Từ ngày 1 tháng 7, theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng triển khai cập nhật sinh trắc học cho người dân qua app, qua đó góp phần tăng lớp bảo mật thông tin, bảo vệ tài khoản cá nhân, hạn chế tình trạng bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không biết nhiều về công nghệ, nên khi có thông tin cập nhật sinh trắc tài khoản ngân hàng, bà Hằng ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đã quyết định ra ngân hàng để được giúp đỡ, dù bản thân bà không thực hiện chuyển tiền online thường xuyên. Tôi nghĩ là cái việc cài sinh trắc học này rất là hay, rất tiện lợi mà an toàn cho người dân sử dụng. Cũng giống như bà Hằng, nhiều khách hàng sử dụng tài khoản ngân hàng online cũng đã được các ngân hàng thông báo, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện cài đặt sinh trắc học sớm nhất trong tháng 7, đồng thời hướng dẫn cách thực hiện để giảm thiểu tối đa việc chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của các đối tượng lừa đảo. Mình cảm thấy rất là yên tâm khi mà ở cái tài khoản của mình nó được thêm một cái bước bảo vệ, và do đó thì cái quyền lợi của khách hàng cũng được nâng cao lên. Mình cũng cảm thấy rằng là đỡ bị hoang mang trước những cái đối tượng lừa đảo. Tại Ngân hàng Bắc Á đã triển khai sinh học từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đối với tất cả các khách hàng khi chuyển tiền lần đầu đăng nhập mobile banking hoặc là chuyển tiền từ 10 triệu trở lên và những món chuyển tiền tổng số tiền chuyển trong 20 triệu trên một ngày. Thực hiện xác thực sinh trắc học là cách giúp các ngân hàng có thể gia tăng thêm một lớp bảo vệ, bảo đảm an toàn hơn cho khách hàng. Do thực trạng các tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, nên công nghệ phải không ngừng nâng cao để bảo vệ tài sản khách hàng được tốt hơn. Ngoài cái việc bảo đảm từ phía ngân hàng, thì khách hàng cũng cần phải có những cái biện pháp để tự bảo đảm cho cái sử dụng cái dịch vụ của ngân hàng của mình. Cái thứ nhất là về cái user, mật khẩu hay mã OTP, thì chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng là không cung cấp cho bất kỳ một ai khác. Cái thứ hai, khi sử dụng các dịch vụ với ngân hàng điện tử, truy cập vào các website chính thống của hệ thống ngân hàng. Và cái thứ ba là khi sử dụng dịch vụ thì đăng nhập trên các thiết bị đã được rà soát và kiểm tra, tránh cái việc mà bị lấy cắp thông tin thông qua những cái thiết bị mà không rõ nguồn gốc. Và khi có bất kỳ những cái cuộc gọi nào mà yêu cầu khách hàng cung cấp user, mật khẩu thì đều phải có cái kiểm tra và cân nhắc rất kỹ. Bởi vì đối với hệ thống ngân hàng chúng tôi là không bao giờ sẽ có cán bộ được gọi hoặc là yêu cầu khách hàng cung cấp những cái user, mật khẩu thông qua các cuộc điện thoại. Theo thông tư số 17 và thông tư số 18 của Ngân hàng Nhà nước, là từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, nếu khách hàng không cung cấp dữ liệu sinh trắc học và chưa được kiểm tra đối chiếu sẽ bị dừng toàn bộ các giao dịch trên phương tiện điện tử. Do vậy, hiện tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đều khuyến cáo khách hàng nên mau chóng thực hiện cập nhật thông tin sinh trắc học, vừa bảo vệ được tài khoản cá nhân, vừa không ảnh hưởng tới quá trình giao dịch sau này.